không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Bắt tôi gặp hoàng tướng tối nay giờ Mão, gặp hoàng tử ở cầu Cửu Khúc. Thật ra họ đang hẹn gặp ở phố qua. Nếu như thấy làm còn là người của hoàng hậu, nó sẽ nói hết toàn bộ kế hoạch của ta cho hoàng hậu biết. Bên trong lá thư của Thôi Mama đưa đến cho hoàng thượng, địa điểm hẹn gặp là ngự hoa viên chứ không phải là phố qua. Nói mau, hoàng thượng đang ở đâu? A Mã có mùi cao phong lượng tiết không đổ quan cho người tốt. A Mã có bốn cung hoa phong trai nguyện không đổ qua người khác. Được rồi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chậm muốn một mình yên tĩnh. Tiểu thái tử, có nô tài. Đây là mùi vị gì? Đây chính là mùi thơm của thức ăn. Bắt nguồn từ đâu? Bẩm hoàng thượng, phía trước là Trường Xuân Cung. Nước nấu thịt bò, canh vịt nấu đông trùng thảo, gà nấu tương cay, món nào cũng nổi tiếng ở Tứ Xuyên. Khang Thường, khanh lại nhớ tới quê nhà à? Bẩm hoàng thượng, nô tài rảnh rỗi không có gì làm, đích thân xuống bếp tự nấu ăn tìm thú vui. Nô tài tay chân vụng về, chỉ biết nấu món ăn quê hương, cho nên... Cũng là trẫm không tốt, lo việc chính sự đã lạnh nhạt với khanh. Hoàng thượng là vua một nước, Khang Tường nào dám mong muốn hoàng thượng ngày đêm ở bên cạnh mình. Khang Tường, khanh đúng là thấu tình đạt lý, hiền lương thục đức. Trẫm muốn khanh duy trì việc này, đừng khiến trẫm thất vọng. Hoàng thượng, có phải người có tâm sự? Đừng có nhắc tới nữa. Thôi được. Nè, hoàng thượng ăn nhiều một chút, nghe nói mỹ thực có thể giúp người ta quên đi ưu sầu. Được, trẫm nghe lời khanh, quên đi phiền muộn. Chắc là cay quá hoàng thượng không quen. Ở nơi khanh là nơi có thể làm trẫm cảm thấy yên tĩnh, sau này trẫm dành thời gian tới đây thường hơn. Tạ hoàng thượng. Trước đó hoàng hậu và toàn phi mỗi người chiếm một bên, hầu hết chúng ta không có chỗ đứng. Cũng may trong số tỉ muội mình có Tường Tần giúp chúng ta nở mày nở mặt. Tường Tần à, mùi đừng tiết kiệm, khi rảnh hướng dẫn tài nấu nướng cho các tỷ nha. Để các tỷ học hỏi làm sao giành được sự để ý của hoàng thượng. Nghe nói mỹ thực có thể giúp người ta quên đi ưu sầu. Tường Tần trông cậy vào muội đó. Đa tạ các vị tỷ muội đã đề cử. Nô tài biết mình làm việc bất lực, cầu xin hoàng hậu nương nương tha tội. Bổn cung đâu nói sao trách người. Đứng dậy đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Chọn giải này, giải này mặc trên người của Thái Lam là đẹp nhất. Hoàng hậu nương nương, Thái Lam đã làm việc cho bổn cung nhiều năm, đôi khi có sai lầm, nhưng không có công cũng có sức. Bổn cung muốn khích lệ ngươi một chút. Bổn cung dự định gả ngươi cho Dung Công Công. Số giải này coi như hội môn bổn cung tặng cho ngươi. Hoàng hậu nên đừng tha mạng, đừng gả nô tỳ cho Dung Công Công. Tuy rằng Dung Công Công tuổi tác đã cao, nhưng chồng già vợ trẻ, tin chắc sẽ hết mực thương yêu ngươi. Sau này ngươi hưởng phước được rồi, bổn cung hoàn thành được một tâm nguyện. Đừng mà hoàng hậu nương nương, tính tình của Dung Công Công kỳ lạ, hỉ nộ khác thường, y trước sau cưới ba nô tỳ đều không có kết quả gì hết. Đây chính là lời đồn ngoài lệ của Dung Công Công. Thật ra nhân phẩm của Dung Công Công thật thà, sẽ là nơi nương tựa tốt của ngươi. Đừng mà hoàng hậu nương nương, nô tỳ, nô tỳ thờ miễn đương đương đến, chuồng mèo quạ cũng không có muốn gả cho Dung Công Công đâu. Cầu xin hoàng hậu đương đương khai ơn. Toàn phi nương nương, cầu xin người hãy cứu nô tỳ. Lấy chồng là một chuyện tốt, hà tất phải khóc lóc như vậy? Hoàng hậu cũng đâu bạc đãi ngươi, giúp ngươi tìm một nơi nương tựa tốt, cũng coi như là khổ tận cam lai. Nô tỳ biết lỗi rồi,
Tô Tỳ sẽ thay đổi bản thân mình. Sau này toàn tâm toàn ý làm trâu làm ngựa hầu hạ chỉ mình toàn phi nương nương thôi. Bổn cung không cần một con trâu hay là con ngựa, mà chỉ cần một người trung thực đáng để nhờ cậy. Nô tỳ cung thỉnh nương nương thánh nàng. Không cần đa lễ. Thái Kiều, nghe giọng của người hình như đã hoàn toàn hồi phục. Khó được nương nương chăm sóc tận tình, nô tỳ mới có thể nói chuyện trở lại. Đúng ra nô tỳ dự tính rời cung về quê chăm sóc cho mẫu thân đang bệnh nặng. Tiếc là mấy ngày trước nhận được thư nhà gửi tới, biết tin mẫu thân đã bất hạnh qua đời. Bây giờ nô tỳ không nơi nương tựa, hy vọng có thể trở lại trong cung hầu hạ nương nương. Yên tâm, Thừa Càn cung sau này chính là nhà của ngươi. Bổn cung ân oán phân minh, người từng giúp đỡ bổn cung, bổn cung khắc ghi trong lòng. Ngược lại, người từng hại bổn cung, bổn cung sẽ không bao giờ quên. Ngươi tính bỏ trốn hả? Có biết bị bắt được sẽ bị người ta đánh chết. Còn tốt hơn gả cho Chung Công Công, ông ta cho một kẻ điên. Ba cung nữ gả cho ông ta sau đó vô cớ báo tức, nghe đồn là bị ông ta hành hạ tới chết đó. Tôi không muốn chết đâu. Vậy hay là cô gả cho tôi đi. Có biết mình đang nói cái gì không? Tại tôi không tốt nên mới gây ra chuyện, tôi nên chịu phần trách nhiệm. Giả lại tôi. Người đó là Dung Công Công sao? Còn hoàng hậu và toàn tiên nữa, người đó không lại bọn họ đâu. Tôi xin hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng rất muốn hoàng hậu và toàn phi đối xử hòa bình, sao lại chỉ hay nô tài với chúng ta mà đắc tội với họ chứ? Thôi đi, nếu người có bản lĩnh thì đến hôm nay tôi chỉ là thái giám nhỏ. Xin lỗi nha, tâm trạng tôi không tốt, nói hơi nặng lời. Hả? Ấm hương khói là gì để tặng cho A Mã? Dượng đang bị quan, hiện đang ở trong ngục. Dì và biểu tỷ đều rất lo lắng. Từ nhỏ Lạc Hân đã sống ở nhà của Dượng, cả nhà họ đối xử rất tốt với chúng ta. A Mã, người mau nghĩ cách cứu Dượng ra khỏi chỗ đó đi. A Mã tự biết tính toán, sau này đừng có tùy tiện nhận quà của người ngoài. Dì đâu phải là người ngoài. Chiến trường không có phụ tử, con chưa có hiểu sự đời, rất dễ bị người ta lợi dụng. Nghe lời của A Mã, ngoài A Mã ra, những lời của người khác nói con không có nên tin, có biết chưa? Phu nhân, một Trương A đại nhân tới. Các người lùi hết đi. Dạ phu nhân. Hậu lễ này tặng, tự phát không phải dám nhận. Vậy là ý gì? Để muốn ta nói trực tiếp sao? Hay là trước giờ để cho từng làm sai? Có biết ta đang đốt giấy tiền cho ai không? Ta đang đốt vàng cho mùi mùi thiến tâm của ta, hy vọng nó tại thiên chi linh phù hộ cho tỷ phu của nó, và cũng hy vọng nó có thể tha thứ cho đệ. Đã nhiều năm như vậy, tỷ còn nhắc tới làm gì? Cũng chính vì hai chữ công bằng này, để mở miệng ra là nói tới công bằng. Vậy ta cũng nên công bằng với Lạc Hân một chút. Hay là để muốn ta nói chân tướng sự thật cho nó biết? Tỷ, đã nhiều năm rồi, ta vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn dùng thân phận là gì của nó để nuôi dưỡng nó. Trước giờ chưa từng nói xấu đệ trước mặt của nó một câu, phá hoại hình tượng từ phụ yêu vợ con của đệ, coi như đã hết lòng hết nghĩa rồi. Thiên nhu đại tỷ đúng là thấu tình đạt lý, tự phát này vô cùng cảm kích. Ta hy vọng đệ lấy hai chữ công bằng mà làm.
ta cho đệ một con đường sống đấy đi. Ta cũng hy vọng đệ dành con đường sống cho tỷ phu. Các khanh làm vậy là có ý gì đây? Hoàng thượng anh minh, thứ trung đường thân là quân cơ đại thần, là đại nhân của Nam triều, tận tâm tận lực với triều đình, đã từng bình định Hồi Cường phản loạn. Năm ngoái đề bào khai phong Hà Nam đã bị dỡ, ông có công trị thủy, bẩm hoàng thượng. Đây là mấy cuốn sách của Triệu đại nhân, con rể tốt của Ô Trung Đường, một dạy đơn giá trương mục của 2 năm trước. Nghe nói có vài chỗ xuất nhập sai, lão gia còn giữ tới nay, đặc biệt mang tới cho Ô Trung Đường coi qua. Hoàng thượng, môn sinh của thư trung đường có mặt khắp nơi, nếu cách chức quan triều có lẽ cục diện khó khống chế. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Khánh thân dương xin ngài đừng bao giờ quên, năm đó ta vì bệnh của đại phúc tấn mà tìm danh y. Nếu khánh thân dương không chịu đồng ý với yêu cầu của ta, ta nguyện quỳ mãi không đứng. Các khanh làm vậy là ý gì? Có phải muốn ép trẫm nghe theo, ép cung trẫm hả? Mục Chương A, khanh là khâm sai đại thần, khanh nói sự thật thư minh A, có làm sai hay không? Hoàng thượng, nô tài đã điều tra, chưa có thấy chứng cứ xác thực. Nô tài đã có tài liệu liên quan, đã trình lên Thủy Thân Dương xem xét rồi. Mục Chương A, cả khanh cũng. Hoàng thượng, thư trung đường là trụ cột quốc gia, xin hoàng thượng khai ân phóng thích thư trung đường. Xin hoàng thượng khai ân phóng thích cho thư trung đường, đường. Nhi thần tham kiến hoàng thượng. Bình thân, ta ứng hoàng thượng. Chuyện mà hoàng thượng sai thần đệ đi làm, đệ đã làm xong. Việc trẫm dặn đệ làm, những gì hoàng thượng cần, thần đệ có mang tới. Đây là thủ cấp đường chủ của 5 tỉnh phân đường Thiên Lý Giáo. Còn cái này là thích khách lần trước vào cung tên là Dương Tiến. Hôm đó hoàng thượng thả hổ về rừng, quả nhiên đúng như những gì mà thần đệ đoán. Đệ đã tới các phân đường để dẹp cái đám Thiên Lý Giáo. Thần đệ đã làm xong phận sự, đem thủ cấp của bọn họ về đây. Nghe nói có người muốn kết bè kết đảng để mà ép buộc hoàng thượng. Các người đều là hiền thần của Đại Thanh, ta không tin các người lại làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Có đúng hay không? Nô tài không dám. Nô tài thề chết tuân dụng với hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh, đối với kẻ phạm tội quyết không mềm lòng. Chỉ cần hoàng thượng hạ lệnh, cho dù phải lấy thủ cấp của Diêm Dương, thần đệ sẵn sàng làm hết vì hoàng thượng. Thần đệ không có nói điều gì sai chứ? Không sai. Có chuyện khởi tố, không thì bãi triều. Dạ. Miên Hưng, trẫm lệnh cho đệ giết người hồi nào? Trẫm đã hứa với Dương Tiến sẽ thả hắn, tại sao đệ lại tự tung tự tác, khiến trẫm bất nghĩa? Nhưng Thiên Lý Giáo gây hại tới quốc gia, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn. Còn nữa, nhất định phải giết hết cái đám nghịch tặc và những tên gian thần. Kết quả có thể dẹp được nội loạn, đệ đã làm điều gì sai? Vốn dĩ là đệ không hiểu, trẫm muốn hành nhân trị, đâu thể lạm sát vô tội. Vô tội? Những tên mà đệ giết đều là những tên phản tặc, có kẻ nào không đáng chết? Người đệ giết là người muốn cải tà quy chính, trở về với gia đình. Trẫm hỏi đệ, sao đệ nhẫn tâm vậy? Hoàng thượng muốn lấy đất bình trị dân. Còn nhớ hồi nhỏ khi mà chúng ta đi săn, bởi vì hoàng thượng có lòng nhân từ nên đã thả đi một con thú có thai, kết quả đã không được gì. Trị quốc mà chỉ dựa vào tín nghĩa vẫn chưa đủ, đôi khi phải dùng thủ đoạn. Thà giết làm ngàn người còn hơn thà làm một người. Tóm lại là đệ không đúng, đệ khiến trẫm không giữ được chữ tín. Sau này còn ai dám tin trẫm, còn ai dám tin triều đình? Trẫm không muốn thấy đệ rút ngay. Dạ.
có muội có chỗ nào đắc tội với ngài? Sao ngài cứ ép ổng? Không chịu tha cho ổng. Hậu cung không được tham chính. Bổn cung biết, cho dù ngài đến trước mặt hoàng thượng ngăn bổn cung một lần, sao không nhốt luôn bổn cung vào thiên lao đi? Ta không phải muốn đối chọi với cha của hoàng hậu, ta chỉ làm gì công việc thôi. Chuyện A Mã ta làm đâu phải giết người hay là phóng hỏa. Sao ngài không thấy khai ân cho người? Trộm công giảm liệu, tham tàn dương pháp, tuy bề ngoài là chuyện nhỏ nhưng mà nó liên quan rất lớn. Hoàng hậu nghĩ đi, cầu cống, đường đê tường thành, nếu xây không đúng thì sẽ có nhân mạng thương vong, chừng đó thì quốc gia sẽ bị tổn thất. Còn dám nói không quan trọng bằng phóng hỏa giết người. Cứ cho là A Mã của ta đã làm sai. Không lẽ ngài không nể tình hai ta từng quen biết nhau? Đủ rồi. Thân là một hoàng hậu lại sai ta làm sai dương pháp. Hoàng hậu nương nương, nếu như muốn phục chúng được lòng dân thì đừng nhúng tay vào chuyện này, để tránh người ta hiểu lầm công tư bất phân. Công tư bất phân? Người muốn lấy công trả thù riêng là ngài. Ngài không muốn giúp bổn cung thì thôi, sao còn ném đá xuống giếng? Ngài có biết bổn cung trên ngôi hoàng hậu rất là vất vả, lại phải đề phòng bên này đề phòng bên kia, không dám làm chuyện gì. Ngay cả chuyện quan tâm A Mã của mình bắt đầu cũng có tội. Người khác không hiểu ta cũng không sao, nhưng ngay cả ngài cũng coi như bổn cung có mắt không trồng đã quen lòng ngài. Nô tài cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vừa mới học được một tấu khúc mới, muốn mời hoàng thượng tối nay giáng lâm trữ tứ cung cùng nhau thưởng khúc. Hoàng thượng, toàn phi nương nương nói là đã trồng được giống hoa mới, mời hoàng thượng tối nay giáng lâm thừa càng cung ngắm hoa. Trẫm rất phiền, không đi bên nào. Trả lời với chủ tử của các người, tối nay trẫm muốn yên tĩnh một chút. Dạ. Tiểu thái tử, trẫm muốn một mình đi dạo, giúp trẫm thông tri cho tường tận, nói là tối nay trẫm tới Trường Xuân Cung. Dạ. Không lẽ số của Thái Lam là mặn khổ, phải lấy một lão quái vật hay sao? À, người nói ai là lão quái vật vậy hả? Dung công công. À, cái con A đầu thúi này, mày dám nói lão công công là lão quái vật hả? Mày hay lắm. Vậy là người có ba đầu sáu tai rồi. Để ta coi người có cái gan lớn tới cỡ nào. Đứng lại. Hoàng thượng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Bình thân. Ta hoàng thượng. Thái Lam, không sao chứ? Nô tỳ mặn khổ, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Tóm lại một lời khó nói hết. Không chỉ có người mới thân bất do kỷ, có nhiều chuyện tuy trẫm là cửu ngũ chí tôn nhưng cũng phải thân bất do kỷ. Tháng tức thanh thanh trường bất cải, tuế hàng xương tuyết trinh thông chi. Vào mùa đông khắc nghiệt, cho dù là trăm cây chết hết cũng còn lại cây thông đâm chồi mà lớn lên. Trẫm và ngươi cần phải học như những người dân trong thôn dịch bệnh, dù thân có giàu dầu sôi lửa bỏng, ý chí cũng phải vững vàng. Trẫm tuy là vua của một nước, thật ra cũng như người, ngày nào cũng đối diện với không ít khó khăn. Nhưng trẫm không dễ dàng khuất phục, trẫm sẽ cố gắng hơn. Ngươi cũng vậy, đừng bỏ cuộc. Đồ tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà lại được hoàng thượng an ủi và quan tâm tới. Đồ tỳ, ngươi không tự coi thường mình thì không ai dám coi thường ngươi. Hai tay của người đang chảy máu, nè lấy lau đi. Hoàng thượng,
xem thường bản thân, người khác cũng không xem thường mình. Hôm nay nô tài nấu món lẩu quê nhà cho hoàng thượng dùng. Tuy không phải những vật liệu đắt tiền nhưng rất ngon, có bụng bò tơ, huyết bò và họng heo nữa. Sơn hào hải vị trẫm đã ăn ngán, trẫm tới đây chỉ muốn ăn những món ăn bình dân thôi. Hoàng thượng, tiểu quỷ tử cầu kiến. Nô tài cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Nô tài phụng lệnh hoàng hậu nương nương có món đồ muốn trình lên hoàng thượng. Chúc nguyện ái tân giác La Giang Ninh sống ngày đăng cơ. Nguyên Nguyễn, xuống đây mau, nguy hiểm lắm. Nguyên Nguyễn đã cầu nguyện, chỉ cần trên cây này có đủ một dạng kết như ý, Nguyên Nguyễn sẽ được mộng tưởng thành chân. Nàng đã ước điều gì phải kết một dạng kết như ý thành tâm? Nguyên Nguyễn cầu xin hoàng thượng, ngôi vị hoàng đế sẽ truyền tranh. Luận tài trí luận nhân tâm ta không bằng đại ca, luận tài trí luận dũng cảm ta không bằng tam đệ. Hơn nữa ta không có ý làm hoàng đế. Nguyên Nguyễn cảm thấy trong ba huynh đệ các người, anh là người được lòng dân chúng, nhân từ vô hạn. Nếu anh lên ngôi hoàng đế sẽ là phúc của bá tánh. Được rồi được rồi, dù là vậy muội cũng không cần đích tay theo. Không được, phải tự mình treo mới có thành ý. Nguyên Nguyễn, Nguyên Nguyễn, trán của nàng chảy máu kìa. Nhận may đã sắp tới là một điềm lành, chính là Nguyên Nguyễn có cơ hội làm hoàng hậu. Khang Thường, thiệt là ngại, trẫm phải vắng mặt một lát. Xem ra kết như ý này rất có ý nghĩa với hoàng thượng. Nô tài cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng, người vẫn chưa ăn món bụng bò tơ, mau ăn đi, hay để nô tài gấp thêm đồ ăn cho người. Không biết hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.